Cái miếng ăn sau này mềm hơn trước nè, tốt hơn. Đến tuổi rồi. Dạ, con này thì nó hơi cứng nhưng mà nó cũng không xẹp nữa, cho nên nó ghẻ hơn không? Mà nó cứng. Cái này mình bám chải chiếc che lên nằm à? Cái nào cũng được. Cái này mềm hơn, nằm im lên hơn. Thêm mấy trăm nữa đấy. Dạ. Mày dắt đến chứ. Có cái áo không? Có. Áo mà, chung luôn hả? Riêng mua riêng. Mình tặng cho cái áo. Tặng cho cái áo. Dạ. Lên trên chơi biết nhà mỏng mà, biết không? À, chị hồi chừng nào chị lên đó em dắt lên luôn. Mua được cơ. Cái này nào? Cũng đá banh hay gì? Đá banh mà tiền tốt á. Bộ nhiêu? Cỡ nó là bộ 100 ngàn. Mắc dữ. Trẻ tốt mà. Trẻ tốt mà nó mắc thì sao mắc dữ. Nó như mấy rồi em bán bằng biết bao lâu rồi, nó không có gì. Bánh nó. Rồi em bán nó. Cái chả này đây con vụ của đây. Đây tôi bán rồi. Ây da. Dạ. Có quần dài mua. Chả của em đó. Cháu nhỏ cô ba con cái cô ba trả lại. Cho cô bước ra đây cái này. Bao nhiêu tiền? Cái này 70 chứ. Cái mini luôn. Cái dù mini của tôi đẹp quá. Má. Mua con này nè má. Chắc nó có nhỏ gì đây hả? Có. Đây em thấy. Nè, chảo nè. Dạ. Nhả cái chảo nó đi. Nhưng mà có muốn mua cái chảo này. Tao đi giết đồ lắm rồi. Cha má. Giúp ra coi bạn hoài. Đi lên bớt coi. Trong nhỏ đây. Đây đồ nó sao mà có gì đâu mà. Có gì đâu mà. Bỏ vậy. Đây có đồ cũ không kìa má. Có đồ cũ không? Đó, không gì. Lấy cho ăn, lấy cho cái áo miệng cho chú. Cái này cỡ một không nhỉ? Cỡ một. Cái kia bỏ còn nhiều cái nóng luôn. Để chị chứ có chở hai nhỏ vậy đây. Thằng này là con lính nào? Lính của Nghĩa hả? Má mua vô cái chảo nè coi. Dưới người ta dặn ta dặn con rồi, nếu mặn con thì không đủ. Con gửi thì nó hai con này nó vô hơn con gửi rồi, còn nửa con đem lên đây. Cảm ơn. Mày cút của mày cả cái chảo trong dính hoài. Ghiền cái gì? Đúng rồi, em ghiền. Ghiền mày ở nhỏ ghiền đi. Ê, lửa ơi, tao có trang màu cũ á. Màu cũ cho con. Màu nó đẹp chứ nó con. Ừ, thấy nó đẹp. Cái này được nằm hơi tối rồi. Ừ, tối mà. Nhưng mà không có thêm gì hơn gì giờ. Ừ, càng. Nào, cô có giống con nào, cô bận đồ càng đen là đâu giờ. Cô này ăn lần, nè, lửa đồ đen. Nhưng mà chặt nghe hơi bị dơ nha. Dạ. Mua ra bà ha. Rồi, trừ lại cầm cái niệm vô. À, bữa hổm còn hổm chịu bảy chịu bảy gì á, với đưa 200 gì á, còn chịu gử giá 500 còn chịu. Dạ hơn má không cục hơn cái vậy. Ờ, để hỏi năm trăm tiền trả kéo đi cái niệm thôi. Dạ ờ, cũng hơn mấy còn chịu với cái niệm 3.2 nhá, nó cục hơn luôn. Sao
12 cũng vậy, 13 cũng vậy. Giác luôn hay gì? Giác luôn nha. Vậy là miếng sau phải không chị? Miếng sau đi. Rồi, để em lên giác luôn theo chị luôn. Chừng nào trả nữa? Chừng nào trả nữa? Ba tháng cái gì Việt Nam? Ba tháng nữa mấy em cưới xong. Con hỏi chừng nào trả cho con? Nào trả góp nữa nè. Trả góp cho con nữa kìa. Trả góp hả? Ừ. Mết mới lớn xuống một cái chảo cho gấp chín ngàn. Mới chả. Mới chả hả? Mới chả phải không? Mới có tiền chả nha. Chả. Má không chả thế giùm luôn nha. Cô không có tiền rồi, nó không có tiền là chả lên cho cô là cô bắt ở dưới ghe này nè. Ở ghe mà xếp đồ lại. Chừng nào đủ tiền cô mới cho lên. Đủ tiền không? Đủ tiền cái chảo này nè. Trừ sao mà cái đủ cái tiền cái chảo này nè mới cho lên. Con đá mà giao kìa má. Đó, rồi tính tiền bao nhiêu à? 400. Cái chảo này nhiêu? 70. 70. Mẹ nó móc mày luôn. Ê lên chảo có hai cái chảo chiến trước kìa. 150, 150 ba bộ 300 nữa là 350. Nè, 13 nó giùm chảo này nó mẹ. 350, 370. 300 ừ. Ủa 370 chả góp thêm 99 nghìn nữa. Chảo cho ba luôn nữa má. Chảo rồi cũng không quên cái chảo không. Cái chảo gì đâu rồi? Cái con cái bầu bỏ cái chảo vô chịu à. Nè, cho cái bầu bỏ cái chảo vô nè. Mệt nó chưa. Rồi trả tiền lại nè, 9 ngàn nè. Wow. 200 hả? Dạ. 200 còn 300 hả? À, 550. 550 còn 350. 350. Tặng vô. Nghe qua không còn lại 340 nữa. Nữa đâu hết rồi chứ. Còn chiếu này cút gửi mua má. Xin chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với bếp nhỏ trên sông của ghe hàng Vlog. Giờ mình chuẩn bị nấu cơm chiều. Bữa nay thì nấu cơm, bữa cơm mình thì cũng đơn giản, có cá nâu mình sẽ kho với tương. Nè, tương đen ha, tương này tương mặn á. Tương hột ha. Tương hột mà thôi tương mặn á. Có loại tương ngọt nữa. Với một ít rau muống mình sẽ bóp giấm. Tương hột á thì ở vùng Cà Mau này thì người ta sẽ có bán tương mặn nha. Tương mặn với tương ngọt, còn vùng trên mình thì đa phần người ta sẽ xài bằng tương ngọt. Giờ để ướp cá trước cho thấm nè. Nếu mà mình kho cá mình sẽ ướp bằng cái tương mặn á, ăn nó sẽ ngon hơn, nó đậm đà hơn. Còn tương ngọt thì mình để dành đặng mình ăn sống á, ăn với rau, ăn với đồ luộc đó thì nó sẽ ngon hơn. Mình sẽ ướp cá nha, để ít hạt nêm, ít đường, ít bột ngọt. Cá bên này mình kho là nãy là cá nâu nha. Cá nâu này thì cũng gọn nè, không có bự lắm. Cá này chắc cũng cỡ mấy chục con mới đựng ký quá. Với mình ướp cái phần cái này hả? Ừ. Cả chục con mới đựng ký. Ướp cái phần nước trước nha. Còn cái phần cái thì mình phải đâm nhuyễn ra cho nó thấm vô cá, đều vô cá nó mới ngon. Chứ để nguyên nó đâu có thấm được. Cái này mình có định lượng tới nhiêu không ta? Hay là mình kho thế đại? Kho nhiêu cá em chừng này có 300g tương nè. Cái phần nước thì mình đã để vô mình ướp, còn cái phần hột tương này thì mình sẽ đâm. Cái hột này người ta làm bằng hột đậu nành thôi. Đậu nành. Nhiều tương là kho là cá đậm đà luôn á. Cá kho tương này hầu như mình cũng dễ kho lắm. Nhiều loại cá để kho tương được ha. Nhiều lắm. Cá chẽm nè. Cá chẽm là hình như là vô bài nhất. Cá chẽm kho tương, cá ngát kho tương. Kho béo lắm, tại vì cá loại cá béo á, kho béo ngon lắm. Nói chung thì mình kho có thể kho ba cá gì, cá rô phi đồ mà hầu như là cá nào mình kho tương ăn cũng được hết. Có cá biển thì chưa thấy kho. Đâm tương hơi nhừ ra thì mình sẽ ướp vô cá luôn nha. Thank you.
ướp phần tương xong thì mình sẽ bằm thêm miếng tỏi ớt, ướp vô cá cho nó thơm nha. Ướp cá để cho nó thấm khoảng 15-20 phút đó, thì mình quay qua mình lật rau muống luôn. Rau muống lần hồi mình đập dập ra mình bóp gỏi. Rau muống này là rau muống đồng nha. Mình đi bán mình lên bờ mình gặp mình hái xuống. Cái này mình hái hôm qua cho nên nó cũng hơi hơi héo héo nha. Úa. Cái này mình có để tủ lạnh nè. Cái này rau muống cái này nó non nè cả nhà. Cộng mức được. Cái này ngay mùa mưa mà. Mưa xuống là rau muống non à. Rau muống thường thì một là mùa mưa, hai là mùa nước trên mình là bắt đầu rau muống cái cọng của nó tốt lắm. Non cái lạc nghe cốc cốc nghe thấy thèm không? Muống này thì mình không muốn ăn bóp gỏi thì mình kho cá xong mình bắt lên nóng nóng mình trụng nguyên cọng mình ăn cũng ngon. Kiểu như là mình trụng làm lẩu ha. Em mình bóp giấm ăn đi, ăn cho nó đậm đà hơn. Rau muống này mình lặn hồi cái tay mình mủ dữ lắm luôn á. Thường thì rau muống đồng nó có mủ. Rau muống nào cũng có mủ nhưng mà rau muống đồng thì mủ nhiều hơn. Rau muống lật hết lá rồi thì mình sẽ lấy cái đồ đập nè, mình đập dập ra vậy nè. Rau muống này thì mình bóp tay bóp không nổi đâu, đập ra dập thì nó mới ra nổi. Nhưng mà rau muống thiệt là non á. Mình nói là mình mới bóp tay. Mà bóp tay thấy cái cọng rau muống nó sẽ không ngon đâu. Tay cái gì đó, nó không ra hết mũ đâu. Còn nè, hồi mình bóp nhẹ sơ lại cái nó mới ra hết mũ. Hồi xưa thì mình nhớ mình lấy cái dao á ha. Đập bẹp. Bây giờ mình sẽ lấy mấy cái chả đầm tiêu mình đập. Cái dao này khi cái dao muống này nè, sau khi mà mình ngâm vô dưới nước thì chút xíu mấy cái phần đập nó sẽ rảnh như cái bông. Cái này mình đâu để muối đây đấy gì em. Thì chỉ mình ngâm không vậy ha. Chút rồi đầu mình mới rửa lại nước nữa. Rửa mình bóp ra cho nó ra cái mũ. Cái mũ nó rồi mình để ráo cái mình trộn mình bóp được. Dập xong thì mình nhồi gì nè, nhồi gì cho nó ra hết cái mũ, cái xong mình rửa sạch lại 2-3 nước là được. Cái này cái nước của mình nó thành ra cái màu hơi nâu luôn. Mũ nha. Mũ của nó đó. Từ từ cái màu mũ gòn nè. Cái cây gòn mình bóp ra ha. Mà nó cái giống nâu. Cái lá gòn. Cái lá gòn nè. Lá gòn đó biết làm gì không? Để thổi bong bóng nó. Thổi bong bóng. Có chơi không? Có chơi hơn bóng kiểu đó không? Thì mình đợi bóp khoảng mấy nước đó là nước này nước nữa được. Bóp ra nó bóp ra chắc mũ chứ dễ gì ra muốn hết mũ được hết. Cá mình ướp nãy giờ cũng thấm rồi nè, giờ mình sẽ bắt lên mình kho luôn. Bắt lên thì mình để cho tương á, nó dậy mùi lên với cá mình á, nó săn thịt lại mình sẽ cho nước vô luôn. Mình sẽ cho nước vô luôn nha. Sôi lên hết bọt á thì mình sẽ bầm xả hết bọt xong mình sẽ cho xả ớt vô luôn. Ớt vô cho nó thơm nồi cá. Kho tương là không thể nào mà thiếu xả được chứ. Thiếu xả là nó hết ngon luôn ha. Ngon, nó không thơm.
hầu như mấy món ăn ở miền Tây mình á, món kho hay là kia đa phần xài xả nhiều. Cá này thì mình bằm nhuyễn. Ừ. Nhừ luôn nha. Ừ, nhừ. Cá sôi lên có bọt thì mình sẽ vớt bọt bỏ nha. Bọt xong thì mình sẽ cho xả vô luôn. Rồi cá xả sớm vậy nè, chi mình kho đó, cái nước xả nó quyện vô thịt cá nó thơm, nó không còn mùi tanh nữa. Cái phần cá kho tương này mình kho, nếu như không có nít ăn á, mình kho nó hơi cay cay tí xíu ăn nó sẽ ngon hơn. Cho lên dạo thì mình sẽ chở cá lại cho nó thấm đều hai mặt. Cái cá kho tương của mình nhìn cái nước hấp dẫn ha. Ừ. Thơm ha. Ừ. Mùi tương vậy nên thơm. Mà đặc biệt khi kho tương này là mình ăn tới con cá thì nó hơi nguội, nó cũng không có mùi tanh luôn. Ừ. Cho thêm một củ hành tím cho nồi cá mình nó ngọt có thơm hơn. Giờ mình sẽ làm cái nước là mình trộn gỏi nha. Cái trộn gỏi thì mình có bằm ít tỏi ớt với giấm với tròn xíu xíu muối ít thôi, khoảng 2-3 muỗng đường, tại trộn gỏi thì nó hơi hao đường chứ ít nước mắm. Gieo mùi luôn, này là gieo thơm nha. Quậy đều lên mình sẽ rứa lên gieo muống luôn. Gieo muống bóp này thì cũng mau đơn giản. Xong mình sẽ trộn đều lên. Cái này hồi nó có xèo lên nè. Xèo lại ít. Rau muống thì nó ít xèo hơn. Ừ. Mấy con rau muống mà nãy mình đập dập mình để vô nước á, giờ nó cuộn lại nó thành như cái bông ha. Đẹp ha. Hồi xưa thường thì mình lấy mình tỉa, tỉa dài ra thì nó cuộn thành cái bông luôn á. Rau muống này có giấm mà mình làm dưa chua ăn ngon lắm. Ừ. Thơm ha, giấm thơm. Nồi cá mình cái này cũng được nè, mình sẽ cho ít hành lá vô nó cho nó thơm là nhắc xuống được. Cá bên này mình kho tương cái màu cũng đẹp nha. Cái này thì hành lá mình không có cần sắc nhuyễn, sắc dài dài cũng được. Cái màu hôm nay nó cũng không quá đen mà cũng không quá sáng ha, vừa. Tương thì cái màu tương như vậy là nó ngon nhất. Rồi, rồi múc ra luôn ha. Đây mình sẽ múc ra tô nè. Này hồi múc có múc hèm thêm trái ớt nữa. Chút đầu mình dầm vô. Múc hai con thôi, múc thêm. Múc hai con được rồi. Ừ. Giờ mình sẽ gấp gỏi ra luôn nha. Gỏi của mình nó cũng không có sẹp như tại không muốn nè, ít sẹp. Chứ mình trộn bằng nước mắm á, nó cũng ít sẹp nữa. Mình trộn, đừng có trộn muối nhiều. Trộn muối nó mới sẹp ha. Ừ, trộn muối nó sẹp nhiều.
cơm chiều nay thì mình cũng đã nấu rồi nè cả nhà. Đây thì cá nâu mình sẽ kho với tương hột nha. Còn bên đây thì rau muống bắp giấm, ăn kèm thêm thì mình có một ít rau sống nè, xà lách, rau thơm với cá. Cá với dưa leo. Rồi mời cả nhà ăn cơm chiều với hai chồng mình nha. Mời cả nhà ăn cơm nha. Thì chắc này mình đậu đây cũng mát rồi. Hai ba bữa nay thì bữa nào cũng về trễ, chỉ có bữa nay mình về hay sớm chút xíu thôi. Mình ăn cơm xong chút mình mới về bến. Rau muống mình bóp gỏi chứ cũng còn giòn ha. Rau muống bóp gỏi là giòn. Chua chua chấm vô cá mặn mặn. Ăn miếng cá. Còn cái ruột nè. Cái ruột. Cá nâu với cái ruột cũng ngon. Cái ruột nó béo. Kho cái thịt cá nó thơm. Ừ, cá kho tương mình ngồi đây thấy thơm á. Cá kho tương mình kho mình để ăn lâu cũng được ha, 2-3 ngày cũng không sao. Càng kho lâu hay càng thấm, càng ngon. Cho miếng nước cá vô. Cái nước này cho ăn cơm là khỏi bàn. Ừ. Nước đậm đà. Cái món này nè, mà có cơm cháy á, mình chan mình cặp cơm cháy ăn cũng ngon lắm. Cái muốn đồng mình lên bờ hái chút xíu à, có một bữa ăn cơm ngon nè. Ừ. Muốn ăn bắp gỏi à, nó giòn chua chua, ngọt ngọt cay cay ha. Chấm với cá nữa, nước cá thì nó thơm tương á, đậm đà. Cái muốn mình bắp gỏi á, mình chấm với nước cá là ngon nhất. Kiểu như gỏi mình á thì nó sẽ chua chua, còn cá nó sẽ mặn mặn. Ăn hai món này thì nói chung lúc nào nó cũng hợp với nhau. Còn cá nâu thì ngon. Cá nâu mà kho tương thì ngon. Thịt thì nó béo. Còn biết cá nhỏ này nó béo không à? Béo. Thịt cá khoi cũng vẫn còn trắng nè. Tương này bữa nay mình mua cũng ngon nè. Nếu mà mua mà nghe tương không ngon á, mình kho nó cũng không ngon lắm. Đa phần thì mình sẽ lựa cái phần tương là phần quan trọng nhất. Rồi muốn bắp gỏi, rồi muốn đồng, rồi muốn thiên nhiên luôn. Ai ăn hơi lạc thì mình có thể để tương ít lại. Còn tương này thì tương mặn nhưng mà nó không mặn không hết, cho nên nãy mình để cũng hơi nhiều. 300g. Chủ yếu mình kho để tương nhiều, để nước nhiều vô chấm rau ăn. Cái kho tương mình ăn vô chua chua ngọt ngọt, chấm với mấy cái rau muống ăn hợp cực kỳ luôn. Ăn hơn một mớ rau gấp cá. Cái này rau người ta kêu gì, rau diếp cá gì. Diếp cá. Còn đa phần ở miền Tây mình kêu bằng rau gấp cá. Cá kho tương này là chấm rau và gì cũng không bắt quá ha. Tại nó đậm đà, nó mặn mặn á. Chấm rau nè, đồ luộc nè, đồ xào chấm được không ta? Xào chỉ là đồ luộc với gỏi với đồ sống rồi. Này còn cá nâu thì nó ngon nhất là cái gan này, em ăn thử cái gan nè. Cái gan cá. Gan cá nâu thì béo ạ. Béo với nó bùi bùi không? Béo bùi bùi. Thơm. Vì rau muống bữa nay ngon quá. Bắp gỏi đơn giản vậy đó mà ăn cơm nó ngon. Tròn dữ luôn. Thôi mình bắp gỏi này nè, nó không có hôi nha. Thường thì nếu mà mấy người mà ăn rau muống đồng không được á, người ta sẽ nói nó có cái mùi hôi hôi phải không? Hôi mũ. Hôi mũ. Nhưng mà mình làm bắp gỏi gì là không có còn hôi mũ luôn. Ăn cực kỳ ngon. Chứ không muốn chợ chứ ăn bắp gỏi không ngon mà. Nó mềm, không có giòn. Không muốn chợ thì chỉ nhúng lẩu rồi ăn ngon à. Vừa nãy giờ dầm miếng ớt kìa. Dầm miếng ớt kìa cho nó cay cay.
cay chấm nó ngon. Nó cũng thơm thơm. Ừ. Nãy mình có để ớt nhiều ha. Ừ. Gà muống này cháo bắp gỏi là ngon nhất. Có ốc đồ, ốc quắn rồi ha. Ừ. Ốc quắn là ta thường kêu ốc đắng. Ừ. Ốc gạo. Ốc bô thì ta ít chọn nha. Ừ. Biết sao ít bô nó ít chọn không? Bự gì? Bự với hai nữa. Rồi sao? Nó có hơn ốc kìa. Là gì có muốn thấy hiếu rồi. Còn lắm rồi. Lâu lâu ăn rồi, bởi có muốn ngon. Ừ. Thêm chấm cá này nữa. Ăn cái đầu cá, cá nâu, béo. Ăn cá mà bắt đầu dễ có la liền. Ừ. Nhất là cái đầu cá nâu. Đầu cá nâu với đầu cá phi đó. Ừ. Chung nó cũng không có gì nhưng mà có cái nó béo. Ai ăn được mê lắm. Em nhìn thấy ít ăn đậu nha. Ừ, ít ăn đậu. Nhịn đậu không biết ăn gì. Mình chỉ cắn vô mình nút nước nha. Nút thịt ra. Nút thịt ra hả? Ừ. Cái đầu nó đâu có gì đâu mà béo. Thịt ở bên hai bên má rồi á, với phần cái phần trong cái sọ nó, cái đầu nó. Cá muốn mình hái với Cà Mau đa phần nó sẽ đào bò trên bờ nghe nè, chứ không có bò dưới sông. Bò trên bờ tới mùa mưa mới non được. Muốn thì mình ngon hơn ha. Ừ. Lại ở dưới sông thường mềm hơn. Mềm hơn. Ở trên đây nó non, ở dưới đây nó non thì non chứ nó cũng cứng thôi. Vậy là non rồi đó. Ừ. Này có gầm cháy nè. Có. Đúng không? Có miếng. Làm dứt rồi. Gầm cháy vàng này. Chan nước vô cơm ăn cũng ngon. Chan nước vô đã. Hai đứa ăn bổ ăn thao muốn hết trơn. Không, bữa nay con muốn ăn ngon thiệt. Giòn cái chấm với nước cá ngon. Này ăn nha. Anh ăn đi, em ăn rồi. Nhưng mà muốn gấp ăn hết. Trộm gỏi này mình để qua đêm nó cũng hơi ê. Ừ, hơi ê. Ừ. Gà muống thì mình trộm ăn vừa một ngày luôn. Để sáng mai ăn được. Để tôi lạnh để cho nó cũng hơi ạ. Ừ. Ngon. Rồi cả nhà thì mình sẽ kết thúc clip luôn. Cả nhà có xem được clip của mình đó thì đừng quên cho mình một like, xem như đăng ký kênh nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà clip sau.